Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại đi vào trong bản ở trên vùng cao. Đây là bản đây thuộc bản gì nhỉ, Thỏng nhỉ? Rồi, Của à, xã thôn Giáp là Trường Trung. Lý nhá. Không. Cái xóm mình đây là xóm gì nhỉ? Thôn Khâu Nhòa anh ạ. Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp Có Trung, bãi bản đó à? huyện Bác Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé. Hôm nay mình lên nhà ông em và ở lại ăn một bữa cơm cùng với gia đình. Đấy, bây giờ là em đang chuẩn bị mổ gà rồi, chuẩn bị chặt gà rồi các bạn ạ. Chào chị nhé. Đấy, đây món rau cải nấu với lại canh của nước canh gà luộc các bạn ạ. Đấy, nấu đúng theo kiểu trong bản làng. Đấy, mình lên đây thì anh em làm nào mình ăn thế thôi các bạn ạ. Đấy, ăn đúng kiểu phong cách dân bản địa. Ôi, đây là có cả món nem nữa này. Măng măng này là măng vầu à em? Vâng. Đấy. Đấy, em đang chặt con gà gà ta đấy, rất là ngon. Nhà mình nuôi được nhiều gà không em? Không, nhà có mấy chục con thôi, không nhiều. Hôm nay mình lại đi vào buổi tối nha các bạn nhé. Trong thời gian dịch bệnh cứ đi chơi vào trong làng trong bản thôi, tránh tránh cảm cúm corona. Ở vùng cao này không có corona đâu anh ơi. Đấy. Vùng cao này không có đâu. Cũng chả biết đâu nhỉ, biết đâu mai khách người ta đến du lịch lại nhiễm thì sao. Tại vì cái đấy, xã Giáp Trung này không có ai đến đây cả. Đấy, vì xã này hơi chiếm đó lắm. Là anh em mình quen biết nhau đến không đây gian được. Bếp nhá, ở trên vùng cao thì bếp núc thì nhiều đồ lắm đây này. Đây có củ tên lửa mặt đất đây này. Ui, củ sắn này to thế nhỉ. Sắn này nhà trồng ở gần ông à chị? Ngay trên này à? Cái sắn này trồng được mấy năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm cơ à? Ui, sao mình không 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 thu sớm đi? Không không ai lấy à? Tưởng là mình cứ lấy về cho lợn ăn thôi. Lợn không ăn hết à? Bán thì ở đây trên này bán sắn này có đắt không ở chị? Bây giờ được bao nhiêu tiền một cân? 1.500 thôi à? Wow, sắn tươi 1.500 thôi à? Sắn khô chắc được 5.000 nhỉ? Đây mình thấy có rất là nhiều măng khô này, măng treo gác bếp các bạn nhá. Chưa chị, bắt đầu chiên cái này đi. Cái măng vầu mình phơi khô này thì sau này canh xương ngon lắm nhỉ? Cái này để canh xương hay để làm kiểu gì ăn hả chị? Cái măng măng treo gác bếp này này. Luộc ăn. Không có rau thì lại luộc lên xong là cho nó nở ra. Đấy, cái này mà có chân giò nữa thả vào thì lại đặc sản rồi. Rất là ngon. Còn cái này là măng này là mình để làm chua hả em? Không, măng này mình ngâm thôi. Ngâm. Ngâm cho nó khỏi đắng nhỉ. Vâng. Mình ăn dần đấy. Đấy. Ở trên làng bản thì toàn có rau rừng thôi nha các bạn nhé. Rau rừng, gà rừng, đấy, măng rừng, có các loại, toàn đồ rừng thôi. Dạ, có cái gì? Nhà. Có nhiều món phết nhỉ. Đấy. Mọi người nhá. Mọi người nhá. Tối nay có món nem. Anh gửi. Món món rau rút nấu xào với măng à? Thảo nào thấy thơm thế. Xong là món măng xào rau rút nhé, xong rồi còn nướng. Đấy, đây là làng rau ở trên bản Khâu Nhòa nhé các bạn nhé. Đấy, kiến trúc nhà rau thì thường thường là nhà sàn các bạn ạ. Đấy, bếp thì tách riêng ra. Còn nhà ở là ở trên này các bạn nhé. Tôi đưa các bạn đi một vòng
xem nhà trên này như thế nào nhá. Đấy, đây là nhà sàn nhé các bạn nhé, toàn bằng gỗ, bằng ván này. Ở trên này, ô ở trên này có bếp ga đây, đây. Nhưng mà nấu bếp củi thích hơn nhỉ. Ui, cũng có nhiều loa đài thế nhỉ. Nhà văn hóa chuyên hát karaoke. Thế là nhà này là bác là vừa mới làm à? Làm năm ngoái á. Ở nhà nhiều thóc phết nhỉ. Đây là thóc cả năm mình ăn luôn đây đấy, đúng không anh? Còn để đâu nữa không? Còn có lán ở đâu nữa không? À. Thế là cũng nhiều đấy nhỉ, chỗ này thoải mái nhỉ. Thoải mái đến vụ mới. À. Nhà anh là ruộng một mùa vụ hay là hai vụ? Một vụ à? Ừ. Một vụ thì cũng hơi lo đấy nhỉ. Bây giờ phải đến tận tháng 10 mới được thu đúng không? Đấy. Bây giờ là đang tháng 3 rồi. Đến tận tháng 10 thì lúa mới bắt đầu chín. Thế như vậy là còn 6 tháng nữa. Tầm 6 tháng nữa thì mới có lúa mới các bạn ạ. Như vậy là bằng này chưa chắc đã đủ ăn đâu. Nhà sàn thì làm 4-5 dàn các bạn. Ở dưới này thì hơi tối. Mình bật cái flash lên. Đó. Đây là gầm sàn nhé các bạn nhé. Được cái ở trên này sẵn cây nên là làm ván để dát nhà rất là tiện các bạn ạ. Ồ, đây mình thấy có một chú gà trống này. Đấy, gà ở ngay gần bếp này. Thế hai em này là bao nhiêu tuổi rồi? Đâu đâu là vợ của Nhôn? Đây à? Đây là vợ của Nhôn đấy à? Còn đây là chị dâu à? À. Thím à? Thế mẹ Nhôn đây á? À? À. Thế là có một trai một gái đấy nhỉ? Nhà à, chị ấy. Hai trai hết à? À thế đây là con của chị đây à? Của thím à? Chú. À. Đấy, xinh gái nhỉ? Xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Thế cháu năm nay còn đi học không? Thế học đến lớp mấy thì nghỉ? Học đến lớp mấy? Lớp 6 à? À, lớp 6 nghỉ rồi. Thế sao không đi học tiếp? Lười. Phải học hết lớp 9 chứ. Năm nay 15 tuổi rồi nhỉ. Thế sắp lấy chồng chưa? Chưa. Chưa à? Có người yêu chưa? Không. Không có. Không lấy yêu. Rồi từ từ lấy. Thế nào lớn lớn đi, 20 tuổi hăng lấy nhỉ. Lấy sớm quá vất vả đấy. Món này xong rồi đấy nhỉ. Gà rừng. Thế nhà thím có ở gần đây không? Nhà bên dưới này à? Dán cái chảo này cũng dễ nhỉ. Nó dốc, nó không dính. Nhiều chảo hay dính lắm. Dán nem này hay dính lắm. Giới thiệu với mọi người, ở trên vùng cao thì thường hay có món lòng gà xào ớt nha các bạn nhé. Đây là món để làm nước chấm luôn nha các bạn nhé. Đấy, là xem anh chế biến kiểu gì. Đó. Đây là
xào. Xào xong rồi cho ớt vào rồi. Ớt đâu? Ớt chưa nghiền à? Ớt tươi hay ớt khô đấy? Ớt tươi à? Thế là món này là để làm nước chấm luôn đấy. À. Thế tí gắp nước chấm ăn thôi nhỉ. Đấy, có lòng gà ngon này là nước chấm thì tí gắp lòng gà thôi. Thế là có những cái gia vị gì đấy bác? Cho hành, cho hành này, rau này, rau thơm mà. Anh làm cái năm 74. Anh là anh ngay cả anh Trường anh thế là anh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43. 43 à? 43 mà có con lớn thế nhỉ? Đáng quét nhỉ, đẻ sớm mà. Đẻ sớm à? Mấy tuổi lấy vợ? 14 tuổi. Ấy dạ, thế là vợ nhiều tuổi hơn hay là anh nhiều tuổi hơn? Vợ hơn 1 tuổi à? Chú đang đi tối cậu ra xào gì á? Thế ngày xưa bác lấy vợ là bố mẹ đi hỏi cho hay là khác đi tán đấy? Bố mẹ đi hỏi. À, bố mẹ đi hỏi cho à? Thế là đây là con lớn đây à? Nhồn đây là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 à? Ây à, 43 tuổi, có con 25 tuổi rồi. Ây da, 14 tuổi lấy, 15 tuổi là có con cả rồi nhỉ? Ớt này tí mình cho vào với cái lòng kia. Nè, cho vào lòng này. Có mùi vị này. Cho một ít nước vào à? Ớt nữa. Chú có ăn được ớt luôn. Ui hồi em cái gì chả ăn được. Trừ mỗi lá ngón với lại lá xoan, cái loại gì mà ăn chết người thì em mới không ăn thôi. Tôi là gọi là ếch bé nha người nha. À dạ. Hôm nay lại còn có món vũ nữ chân dài nữa cơ à? À đấy nhỉ. Đó, đưa cho bác nha. Ủa, cái này bắt được lâu chưa hả anh? Lâu rồi. Để xem nào. Đó, con này. Đây là con ếch bé, theo như này, là bên bản của tôi là ếch ở bé. Ở trên vùng cao mình hay gọi là vũ nữ chân dài nha các bạn nhé. Đấy. Đó, con này là con ngoé, hay còn gọi là con nhái. Bên bản món này xào với gì nhỉ? Cái này bác đi bắt được lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Lá lốt à? À, lá tô. Tí tô à. Lá lốt hấp dẫn mà. Nhưng mà có lá lốt chưa? Có món này tốn rượu đấy nhỉ. Quá là tuyệt vời. Được, được 3 xiên cơ. 4 xiên cơ. Vùng cao thì có cái này quý thôi. Cái này là vào đây là toàn ăn đặc sản vùng cao đấy. Toàn đồ rừng nha các bạn nhá. Đây là con nhái ở trên rừng. À, bây giờ ngâm cho nó cái bò hóng ra. Ô, nước này chưa nóng mấy nhỉ? Cái này xào với lá lốt à anh? Hay là xào với cái gì? Tía tô à? À, món tía tô vũ nữ chân dài. Giòn lắm ấy. Ê, tốn bia lắm ấy. Một đĩa này không? Được, cái này tí nó ấy mà, tí nó lại nở ra mà. Trong cái kia mình mới dán cái này. Rồi. Tao này. Được rồi đấy nhỉ. Chín này.
Mấy cái chum này là được bao nhiêu năm rồi em? Chum này á? Ừ. Chum này chắc được tầm 1.000 năm rồi đấy. 1.000 năm rồi. từ đời ông bà rồi cơ. Từ đời ông bà nhưng mà không đến 1.000 năm. Lâu lắm không nhìn thấy cái này rồi đấy. Cái này để nấu rượu à? Em? Cái này là mình để ủ rượu à? Ủ rượu, ủ măng chua. À. Chúm này để đây, lâu đấy nhỉ, thành đồ cổ đấy nhỉ. Từ thời ông bà rồi á. Thế nhiều tuổi hơn cả bố mẹ rồi đấy nhỉ. Thế được hơn 40. Nhiều tuổi hơn bà mà. Ai dạ. Thế được trăm. Thế được trăm năm rồi đấy nhỉ. Vẫn giữ được cái chum này các bạn ạ. Đây là cái chum bằng gốm da lươn nha các bạn nhé. Chum này theo mình được biết là cũng sản xuất lâu lắm rồi. Đấy, từ thời xưa rồi, cách đây khoảng 100 năm rồi. Được hai cái nhỉ. Còn cái nào nữa không em? Nhà có mấy cái chum như này đấy? Có hai cái. Hai cái này thôi gì? À. Hình như cái này bị thủng rồi phải không? Không đâu. À, nó có bị bụi vào thôi nhỉ. Chắc để ở gần đất nó bắn vào. Rồi. Bây giờ là xào cái món vũ nữ chân dài này à? Em. Chuẩn bị làm cái món ngoé vũ nữ chân dài lá lốt. Nó làm lá lốt thì đâu đâu à? Sẵn sàng tí nữa chín không cho vào cái là ăn đấu mới chín mà thì vũ nữ chân dài nhảy vạc dầu. Đấy. Món này là đặc sản vùng cao đấy. Đấy, đang tắm dầu. Vừa mới tắm dầu. Cái này có cho nước măng chua vào không em? Không. Phụ nữ chân dài tắm vạc dầu. Nhiều. Nhân lúc mình treo mình có ướp muối không đấy? Không. Không ướp muối đâu gì, thế mình không sợ. Cái này nó cũng chín rồi mà. Nhỉ? Thế là chồng em làm phó thôn đây à? À, nick Facebook là phó đường dân. À, thường làm phó thôn ở đây. Món gì mà ngon thế, quen thuộc thế. Anh em vũ nữ chân dài anh ạ. Với anh Trường chưa được ăn đúng không? Vũ nữ chân dài, ngon thế. Món này vất vả, đêm hôm lọ mọ thì mới bắt được đấy. Đấy, đơn giản đâu. Long còn được đi cùng với cả hai mắn TV ấy. Con dai của anh Tài kia, anh ấy đi đêm bắt này. Đây là nhân vật Hai Anh Mán TV nha các bạn nha. Kênh Hai Anh Mán TV chuyên khám phá về văn hóa bản sắc dân tộc người Dao. Anh em nào muốn xem về văn hóa dân tộc Dao thì sang kênh Hai Anh Mán TV nha. Đây là Hai Anh Mán TV. Này rau thơm đây à? Tía tô nhỉ? Tía tô với lá lốt nhỉ? Thấy không chị? Để vào đấy. Đào tí xong cho lên dĩa. Giống như chim nhỉ?
như thịt chim ấy. Này bao nhiêu một con gái chết thì thôi anh em mình cầm đĩa này lên rừng thôi. Hôm nay là món chính là món nem nhỉ? Món đây mới là món chính này. Nhưng mà từ lương về đến đây này có thêm đây mới là món chính. Món ếch. Có thêm bên nhà ở đâu? Nhà, cái nhà dưới này. Bây giờ là công đoạn nấu nướng đã gần như là xong rồi các bạn ạ. Bây giờ lên thưởng thức món vũ nữ chân dài cộng với gà đồi. À còn cái nước chấm ớt này nữa em ơi. Xem nào. Đồ. Cho vào đâu được nhỉ? Cho bắt con à? À, hai mâm rồi. Này hơi nhiều món đấy. Giờ anh thấy vào trong làng bản ăn uống có đạm bạc không? Ôi, ăn uống rất nhiều món. Toàn đặc sản. Toàn đặc sản núi rừng thôi. Hôm nay là có món vũ nữ chân dài là đặc sản vùng cao cùng với đây gà đồi, măng. Đấy, món nem nữa các bạn ạ. Nem này là nem lợn lợn bản. Mổ treo các bếp. Ôi trời, hôm nay con lợn bản to nhờ. Con trâu ấy. Đấy. Mua con miếng ngón tay về làm nhiều đấy. Đấy. Thế. Rồi mời kiểu thịt treo các bếp để nó nở ấy. Ừ. Mời anh nghe dậy đi. Ở đây còn có cái món bắp cải. Canh bắp cải nữa nhỉ. Chẳng biết đang nấu gì cả. Ở đây là cái món nước chấm ớt xào lòng gà. Cái này có ai bát không nhỉ? Còn thế này nữa. Đây, giới thiệu mọi người đây chính là cái món nước chấm ớt xào lòng gà nhé các bạn nhé. Đấy, ở trên bản hay ăn kiểu này rất là ngon. Vừa làm nước chấm lại vừa gắp nước chấm ăn luôn. Đấy, còn đây là món vũ nữ chân dài măng. Ở trên bản thì ăn uống chỉ như vậy thôi các bạn ạ. Đấy. Và một cái món không thể thiếu nữa đó chính là cái món nước cay cay kia. Món này là nhà mình có này. Hay còn gọi là nước nói đây các bạn ạ. Trong này mới có đó. Cái kia gọi là nước nói đấy. Nước là nước nói. Nước liều. Đắng được. Nước này nó liều kinh lắm ấy. Uống vào rồi á. Uống vào là liều đấy. Làm nhiều thứ lắm đấy. Làm rồi nhưng mà không có cái chỗ chấm. Cứ uống vào là làm liều lắm nhỉ. Làm rồi mà không dám. Cho hỏi thế. Nguy hiểm đấy. Thế hôm nay uống ít thôi nhá. Uống nhiều lại làm liều chết đấy. Cái mày có chồng chưa là có rồi kể nó. Đừng đùa chết đấy. Tao ở xa chạy luôn. Nào anh em ơi. Nó uống đi. Rồi, có lẽ là bây giờ mình cũng chuẩn bị vào mâm thôi. Đây, thì mình cũng chỉ quay qua một chút về bữa cơm trên bản cho các bạn xem như vậy thôi nhé. Đấy, nếu các bạn muốn trải nghiệm hoặc là thấy bữa cơm trên bản của Trường Lý vui và hay thì cho Trường Lý xin một like nhé. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.